vào cái phần mềm cắp cắt đúng không ạ? Xong rồi chị mở, xong chị ấn vào cái dấu cộng, ấn vào dự án mới. Đây ví dụ như là em lấy một cái video hình ảnh nào cũng được để em lồng với cái video của chị vừa gửi cho em cái nền xanh nhé. Ví dụ như là cái video về rừng cây nhé, em ấn vào thêm. Rồi đúng không ạ? Đấy, em ấn vào thêm. Tiếng nước chảy thì em tắt tiếng của em đi. Đấy, không muốn lấy âm thanh đó. Sau đó rồi em mới thêm lớp phủ, em ấn vào thêm lớp phủ, xong rồi em tìm cái video xanh mà chị vừa gửi cho em ấy. Đây cái video nền xanh đây, em ấn rộng vào, chị thấy không? Đấy, xong em kéo rộng ra để cho nó phủ vào video xanh đó. Sau đó em ấn vào cắt ảnh thì em ấn vào xóa nền. Đấy, xóa nền, chị thấy không? Nó tự động nó xóa nền, xong em ấn vào dấu trừ. Đấy, xem mày, chị thấy không? Nó đã tách nền rồi, rất là đẹp. Xong rồi chị có thể chỉnh cắt chỉnh tùy ảnh hoặc phông xanh đấy. Chị thế để có thể tùy chỉnh ở đây nó đẹp hơn nữa. Thì cái đấy là do em thấy em yêu cầu là chị phải làm cho nó nét và đẹp là vậy. Xong rồi chị ấn xuất ra là nó ok thôi. Đây này, ví dụ đây em chạy cho chị xem này. Sức khỏe là số 1. Tiếp gì 1.300.000. Đấy, chị thấy không?